Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Đôi mắt người xưa của nhà văn Ngọc Linh qua giọng đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5, chương 4. Suốt một đêm dài, Mộng Ngọc không tài nào nhắm mắt. Nàng hết đứng lại nằm, băn khoăn với nỗi niềm cay đắng, xót xa. Vũ đã ra đi thật rồi, và có lẽ không bao giờ trở lại. Đi tìm Vũ để nài nỉ chồng quay về với mẹ con nàng ư? Để làm gì? Một khi Vũ đã không còn biết nghĩ đến vợ con, thì chàng trở về cũng chỉ là sự bắt buộc. Mộng Ngọc chợt nghĩ đến hoàn cảnh của một bạn gái 20 năm ăn ở với chồng mà không có lấy một mụn con. Người chồng yêu một người đàn bà khác để tìm con nối dõi. Bạn nàng nhận sự ra đi của chồng như một chuyện không may nhất đời mình, và âm thầm sống trong sự khổ đau với tấm lòng đầy tự trọng. Mộng Ngọc không cho chuyện làm ăn của anh chồng kia là phải, vì nàng hấp thụ nền văn hóa Âu Tây rất sùng thuyết một vợ một chồng trước pháp lý và dư luận. Tuy nhiên, người đàn ông đó rời bỏ vợ nhà cũng còn lý do, có nguyên cớ để giải bày với thân bằng quyến thuộc. Chứ như Vũ, vì cớ gì chàng bỏ vợ nhà để yêu thương một người đàn bà khác? Nàng cũng có con với chàng và lúc nào cũng giữ tròn đạo vợ. Tại sao Vũ lại đành lòng bỏ nhà đi? Hay là tại nàng chưa có con trai để nối dòng dõi cho Vũ? Không, nàng không tin như thế. Có bao giờ Vũ tỏ ý thắc mắc về vấn đề con trai, con gái đâu. Chàng yêu thương bé Dung như trứng mỏng từ khi con mới lọt lòng. Mộng Ngọc không tin như thế, và cũng chẳng tìm thấy một lý do nào khác. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà Vũ đã kể cho nàng nghe hôm nào. Có thể thiếu phụ là người yêu cũ của Vũ trước kia chăng? Nếu thế, sao từ bấy lâu nàng không nghe Vũ nói tới? Chàng quên mất người xưa, hay vì lý do người ấy có con mà chàng giấu giếm nàng? Theo lời Vũ thì anh chàng sinh viên trong chuyện không biết người yêu đã có con nên mới cưới vợ khác. Chuyện ấy cũng còn có lý, nhưng tại sao từ khi chàng về nước, người thiếu phụ kia không tìm đến? Hay là họ đã thầm lén với nhau từ lâu mà nàng vẫn không hay biết? Mộng Ngọc phải sáp nhập câu chuyện của Vũ đã kể với hoàn cảnh gia đình hiện nay để tìm lối giải quyết. Nàng suy nghĩ suy suốt một đêm dài, không hề chợp mắt ngủ. Trời sáng dần, nàng nghe tiếng khua động ở nhà bếp, mới hay là đêm đã tàn. Thế là Vũ không về. Mộng Ngọc thở dài buồn bã. Nàng bước ra phòng khách định đi rửa mặt và lo buổi ăn sáng cho bé Dung trước khi nó đến trường. Nhưng vừa đến bên ngoài, nàng thấy đầu choáng váng rất khó chịu. Mộng Ngọc ngồi ngay xuống chiếc ghế nệm để cho khỏi té. Nàng dựa mình vào lưng ghế nhìn lên tường. Bức ảnh kỷ niệm chụp hai vợ chồng khi mới về nước còn sờ sờ đó. Cả hai cùng tươi cười sung sướng bên nhau. Chỉ mới đây mà cảnh tình kia chừng như xa xôi quá. Bỗng có tiếng chuông gọi cổng. Mộng Ngọc nhìn đồng hồ tay thấy đã 7 giờ hơn. Không lý Vũ trở về, nàng định đứng lên ra mở cổng, nhưng thấy chung quanh mình bàn ghế xoay tròn. Chị bếp từ nhà sau chạy lên hỏi Mộng Ngọc: "Hình như có ai gọi cổng." "Phải, chị ra xem ai vậy?" Chị bếp vừa lấy chìa khóa vừa bảo nàng: "Chắc ai đến lấy thẻ khám bệnh chứ gì." Mộng Ngọc đang hy vọng Vũ trở về nên nghe lời chị bếp nói thì thở dài chán nản. Nàng gọi chị bếp: "Nếu người ta lấy thẻ thăm bệnh, chị nói hôm nay bác sĩ không làm việc nghe." Chị bếp vâng dạ đi ngay. Mộng Ngọc lại ngã mình vào lưng ghế. Chị bếp đoán có lẽ đúng. Nếu Vũ trở về, sao không về sớm hơn mà để giờ này? Nàng ngồi phắt dậy khi thấy bóng Vũ qua cửa kính. Chàng đi thẳng vào nhà với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Tự nhiên Mộng Ngọc thấy lúng túng khác thường. Nàng không biết mình nên ngồi đây để đón Vũ hay chạy vào phòng ngủ, nằm yên lặng làm như không hay biết gì hết. Nhưng qua một phút đột ngột ban đầu, Mộng Ngọc cố lấy lại sự bình tĩnh. Nàng ngồi yên trên ghế nhìn thẳng về phía chồng, trong khi Vũ bước lên thềm gạch vào trong. Chàng vào phòng khách thấy Mộng Ngọc thì đứng dừng lại, có vẻ bỡ ngỡ. Mộng Ngọc gượng đứng lên nói: "Anh mới về, anh..." Rồi nàng yên lặng. Vũ bước đến bên nàng cũng không biết phải mở lời như thế nào. Chàng thoáng thấy Mộng Ngọc có vẻ xanh xao, liền hỏi: "Sao em xanh quá vậy?" Mộng Ngọc gượng cười nói: "Chắc tại đêm qua em ngủ không được." Nàng ngồi xuống tiếp: "Em thấy hơi chóng mặt." Vũ ngồi cạnh bên nàng và chưa biết nói gì. Chàng đã sắp sẵn bao nhiêu câu nói, nhưng khi gặp Mộng Ngọc, chàng thấy khó mở lời. Mộng Ngọc ngước nhìn chồng cất tiếng:
Em biết thế nào mình cùng về với mẹ con em? Vũ chưa biết nói sao thì Mộng Ngọc đã tiếp. Em tin tưởng như thế vì có lẽ đâu anh rời bỏ mẹ con em mà không một lời từ giã. Dù gì em cũng đâu có lỗi với anh. Mộng Ngọc nói đến đó thì nghẹn lời. Vũ nín lặng. Trước khi trở về nhà, chàng cũng nhận thấy hoàn cảnh sẽ khó khăn hơn khi Mộng Ngọc vẫn thương yêu quý trọng mình. Chàng đâu có thể xử ép Mộng Ngọc như vậy được. Vũ quay đi nơi khác khẽ thở dài. Một lúc chàng nói: lúc nào anh cũng nhớ là mình mang ơn ba rất nặng. Nhưng em nghĩ xem, anh làm sao chịu đựng được những lời miệt khinh của ba? Anh ra đi để cho ba thấy rằng anh vẫn có thể tự lập. Mộng Ngọc nhìn chồng. Nàng đã biết rõ cái nguyên cớ mà Vũ định ra đi. Còn chuyện cha nàng lớn tiếng miệt khinh chàng ở trong phòng chỉ là cái cớ để chàng dựa vào đó mà thực hành ý định. Nghĩ đến đó, Mộng Ngọc cảm thấy chua xót vô cùng. Nếu thế, tình yêu của nàng và tình thương của con không có nghĩa gì đối với Vũ. Tuy vậy, nàng cũng cố dằn lòng để vượt qua giờ phút nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Mộng Ngọc khẽ nói: suốt đêm qua em không thể nào ngủ được. Cứ nằm xuống là em nghĩ đến anh. Em đi đi lại lại trong phòng kia, nghĩ suy nhiều việc. Ba đã nói không đúng, em nhìn nhận như vậy. Vũ chặn nàng lại: Mộng Ngọc, ba đã nói hết với em rồi ư? Mộng Ngọc lắc đầu chỉ tay về phía cánh cửa hông. Không, chiều hôm qua em đứng ở kia, em đã nghe rõ tất cả câu chuyện. Vũ sửng sốt. Vậy là em đã hiểu hết. Vâng, em đã biết. Bởi thế em rất khổ tâm. Dù anh rời bỏ nhà này, em cũng không thể có chồng khác được. Ba nói mà ba quên nghĩ đến tình cảm của em. Không phải không có người hành động như ba nghĩ. Họ sẽ đến xin cưới em vì cái sản nghiệp của ba. Nhưng mà em đâu có thể yêu thương một người nào khác ngoài anh. Suốt đời em chỉ biết yêu thương một người chồng với sự đồng ý của gia đình và pháp luật. Hơn nữa chúng ta đã có con với nhau. Vũ ôm lấy đầu. Chàng và Hiền cũng đã có con với nhau vậy. Những lời của Mộng Ngọc vừa rồi đủ xoa dịu lòng chàng. Chính Mộng Ngọc cũng nhìn nhận thái độ quá đáng của ông Thiện. Bây giờ chàng còn trách ông thế nào được nữa. Vũ bối rối vô cùng. Chàng không biết phải nói với Mộng Ngọc như thế nào về chuyện Hiền. Mộng Ngọc bỗng nói: chiều hôm qua lúc anh đi rồi, ba có gọi em ra để nói hết sự tình, chuyện anh và người thiếu phụ kia. Vũ lặng thinh chăm chú nghe lời vợ. Đây là lúc quan trọng nhất đời chàng. Mộng Ngọc tiếp: em cũng đã nói hết lòng mình. Đêm qua ba không về và nói là đi tìm anh. Vũ kêu lên: ba còn tìm anh để làm gì? Ba cũng nhận thấy sự không đúng của mình rồi anh à. Chắc anh cũng không nỡ trách ba lâu. Vũ đáp nhỏ: anh biết nói gì bây giờ? Trong lòng anh hiện giờ bối rối như tơ vò. Chắc em cũng đã hiểu hết hoàn cảnh của anh. Mộng Ngọc gật đầu: vâng, cô Hiền. Nhưng em còn thắc mắc một vài điều. Thấy Mộng Ngọc vẫn dịu dàng và tỏ ra biết nghĩ đến Hiền, Vũ vui mừng lắm. Chàng hỏi: em thắc mắc chuyện gì? Mộng Ngọc nhìn thẳng vào mặt chồng: anh nói thật hết cho em nghe đi, đừng giấu giếm điều gì cả. Vũ cười buồn: bây giờ còn gì phải giấu giếm nữa. Anh biết cô Hiền từ bao giờ? Có phải câu chuyện chàng sinh viên ở Pháp cưới vợ rồi về nước gặp người yêu cũ là chuyện của anh và Hiền chăng? Vũ gật đầu: đúng vậy. Anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu, nên mượn câu chuyện kia để dò ý của em. Mộng Ngọc thở ra. Nếu vậy Hiền là người yêu cũ của Vũ trước khi gặp mình. Mộng Ngọc khẽ nói: em cũng hồ nghi như thế. Chứ không lẽ anh lại yêu cô Hiền sau ngày cưới em? Nhưng vì lẽ gì anh không nói thật cho em biết? Vũ đáp: anh đã nói chính anh cũng không ngờ Hiền đem con đến đây. Từ bao giờ hả anh? Vào khoảng một tuần nay, Hiền bồng con đến gặp anh trong giờ làm việc. Thật hết sức bất ngờ. Ngày xưa anh còn trẻ, hành động không nghĩ suy. Nhưng trước hoàn cảnh của Hiền, anh không đành lòng để cho mẹ con nàng phải khổ hơn nữa. Mộng Ngọc lặng thinh một lúc rồi nói: nếu vậy khi ở Pháp, anh không còn nghĩ đến cô Hiền hay yêu thương cô ấy? Vũ nín lặng, hồi tưởng lại thời gian trên đất Pháp. Đúng là lúc ấy chàng không nghĩ gì đến Hiền. Chàng tưởng Hiền cũng quên mình rồi. Nào ai ngờ nàng thôn nữ kia vẫn chờ đợi trong sự khổ đau. Vũ gật đầu: đúng như thế. Lúc ở Pháp hay hồi về nước, anh không có tin tức gì của Hiền. Làm sao anh rõ được Hiền đã có con với anh? Mộng Ngọc lặng thinh. Nếu là chuyện người khác, chắc nàng đã có ý trách người đàn ông dễ quên kia. Đã yêu thương ấp ủ người ta qua những đêm dài mà khi xa rồi lại quên hẳn, thật đáng trách.
Nhưng đằng này người đàn ông kia lại là Vũ, chồng nàng. Vũ không bội bạc người ta thì đâu có gặp nàng hiện tại. Nếu chàng giữ vẹn tình yêu với Hiền thì làm sao nàng khỏi khổ. Mộng Ngọc thở dài cắn lấy môi. Vũ nhìn vợ muốn nói gì lại thôi. Khi trở về nhà, chàng nghĩ mình sẽ có cớ làm to chuyện với vợ nếu Mộng Ngọc tỏ ý bên việc ông Thiện miệt khinh mình. Nhưng thái độ hiểu biết của Mộng Ngọc đã thay đổi hết thế cờ. Nàng cũng ngầm trách cứ cha đã nặng lời với Vũ. Vì thế chàng không biết dựa vào đâu để xử ép Mộng Ngọc. Nàng rất khéo cư xử với chàng. Mộng Ngọc không tỏ ra ghen tức với Hiền mà còn can đảm chấp nhận sự việc đã xảy ra. Nàng cũng không một lời trách cứ Vũ. Qua cách cư xử của vợ, Vũ biết mình lâm vào chỗ khó khăn. Làm sao chàng giải quyết cho ổn thỏa đôi đàn. Riêng Mộng Ngọc, nàng tuy ngồi bên Vũ nhưng ý nghĩ làm việc không ngừng. Nàng phân tích tâm lý của Vũ và nghĩ rằng hiện tại chàng lo cho Hiền và bé Lệ cũng chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm xưa, chứ thật ra chàng không còn yêu Hiền như hồi trước. Mộng Ngọc nghĩ thế nên cất tiếng. Em hỏi anh câu này, xin anh nói thật với em. Vũ không biết Mộng Ngọc sẽ nói gì nhưng cũng gật đầu. Hỏi đi. Giờ anh có còn yêu cô Hiền như trước kia không? Vũ ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt vợ. Tại sao Mộng Ngọc hỏi chàng câu đó khi chàng đã dám rời bỏ gia đình đi với Hiền? Mộng Ngọc biết Vũ ngạc nhiên vì câu hỏi của mình nên tiếp. Không, anh đừng nghĩ ngợi gì khác. Hãy trả lời câu hỏi của em đi. Anh có còn yêu Hiền không? Vũ cúi đầu không đáp. Mộng Ngọc hỏi bất ngờ quá. Nếu không yêu, làm sao chàng lại mướn nhà cho Hiền và con chàng ở? Nếu không yêu, làm sao cha nàng bắt gặp hai người rồi lớn tiếng mạt sát chàng? Mộng Ngọc hỏi tiếp. Nếu anh thật tình còn tha thiết yêu Hiền như xưa, em xin thề là em không làm bận bịu anh. Mộng Ngọc nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Nàng đã cố gắng hết sức mình để thốt ra những lời đó. Vũ nhìn vợ, chàng bồi hồi xúc động. Thật, Mộng Ngọc cũng không khác gì Hiền. Hai người đều xứng đáng cả. Chàng biết ở với ai và xa ai. Hiền nghĩ đến hạnh phúc của Mộng Ngọc, và Mộng Ngọc cũng không nỡ làm khổ Hiền. Cả hai người đều biết nghĩ cho nhau và chỉ làm khổ chàng thôi. Có thể đây là sự trừng phạt của họ đối với Vũ. Mộng Ngọc cố gượng tiếp. Em chỉ sợ anh không suy xét kỹ rồi gây sự khổ cho nhiều người. Em và con thì đành rồi. Chỉ sợ anh và cô Hiền cũng không tìm lại được những ngày hạnh phúc đã trôi qua. Vũ lặng thinh suy nghĩ. Nhờ câu hỏi của Mộng Ngọc mà chàng có dịp xét lại lòng mình. Chàng còn yêu Hiền như ngày xưa chăng? Vũ chưa bao giờ tự hỏi mình như thế. Chàng gặp lại Hiền, nhìn thấy con là chàng nghĩ đến việc chuộc lại lỗi lầm xưa. Ngoài ra không nghĩ gì khác. Chàng muốn Hiền được sống bình yên, vui sướng như cái thuở chưa biết chàng. Chàng muốn Hiền được hạnh phúc hơn để bù đắp lại những ngày khổ nhục đã qua. Thật ra Vũ không thấy mình còn yêu bồng bột say mê như thuở đầu tiên mới gặp Hiền. Nhưng nỗi khổ của nàng và cảnh bơ vơ của con từ bao lâu nay bắt buộc chàng phải lo nghĩ đến trách nhiệm. Mộng Ngọc nhắc chồng. Em vẫn đợi câu trả lời của anh. Vũ ngẩng lên nhìn nàng nói. Em hỏi một câu khó khăn như thế, làm sao anh trả lời ngay được? Nhưng anh có thể nói với em là anh không vì say mê Hiền mà lo lắng cho nàng. Anh không thể để mẹ con nàng sống bơ vơ như trước kia. Anh thấy... Vũ không nói hết câu. Mộng Ngọc cúi mặt ngạn lời. Nàng rất khổ tâm nhưng phải ráng bình tĩnh để giúp chàng giúp mình thoát qua cơn khủng hoảng trầm trọng. Nàng khẽ đáp. Em cũng biết thế, và em có dám nói gì đâu. Em chỉ muốn biết thực lòng anh đối với cô Hiền như thế nào để tìm một phương cách giải quyết cho em đẹp. Vũ lặp lại lời nói của Mộng Ngọc. Giải quyết cho em đẹp? Vâng, em đã nghĩ suốt đêm qua về anh, về cô Hiền, và em đã nảy ra nhiều ý kiến có thể giúp chúng ta tìm ra hướng giải quyết. Vũ hỏi, phương cách nào hả em? Mộng Ngọc nhìn thẳng vào mặt chàng nói, em có nói ra cũng mong anh đừng hiểu lầm ý nghĩa của em. Em nói ra chỉ vì muốn tránh sự khổ chung của gia đình, chứ không phải chỉ mong cho em được vẹn toàn hạnh phúc. Vũ gật đầu tin tưởng. Anh hiểu lòng em mà, anh đâu có thể nghĩ quấy cho em. Em cư xử thế này đã là cao quý lắm rồi. Rồi Vũ bảo vợ. Mộng Ngọc, đừng ngần ngại gì hết. Mộng Ngọc ngước nhìn chồng ngập ngừng lên tiếng. Có phải anh cũng nhìn nhận lòng mình không còn yêu Hiền tha thiết như xưa chăng? Vũ gật đầu và nôn nao muốn biết ý nghĩa của vợ. Mộng Ngọc tiếp. Sở dĩ anh giấu em và lo lắng cho Hiền cũng chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm xưa. Vũ không ngờ Mộng Ngọc có thể xét đoán một cách sâu xa như vậy. Mộng Ngọc chậm rãi nói tiếp. Theo ý em thì cô Hiền cũng không khác gì anh.
Nghĩa là sao? Nghĩa là cô ấy cũng không vì yêu anh như ngày xưa mà đến đây. Rồi không để Vũ kịp hỏi lại, Mộng Ngọc tiếp: Em dám chắc cô hiện tìm kiếm anh không phải để mong nói lại tình xưa. Dù đã có lời nói trước của Mộng Ngọc, Vũ nhìn nàng bằng đôi mắt khác thường. Mộng Ngọc biết Vũ sẽ hoang mang trước câu nói của mình nên điềm đạm nói: Em nói thế sau khi xác đoán hành động và hoàn cảnh đã đưa Hiền đến đây. Vũ khẽ hỏi: Em xác đoán thế nào? Nếu muốn nói lại mối duyên này ngày trước, tại sao Hiền lại không đến gặp anh sớm hơn khi anh ở Pháp mới về? Nàng ở trong làng xa đâu có tin tức về anh. Mộng Ngọc dục hỏi: Thế tại sao bây giờ nàng biết anh ở đây? Nhờ tình cờ có người đọc báo thấy tên anh ở một quảng cáo phòng mạch nên mới chỉ cho nàng. Mộng Ngọc nhận định theo ý mình: Anh quên là lúc về nước ba đã vận động các báo loan tin ư? Rồi nàng chỉ tay lên bức ảnh hai vợ chồng chụp chung nhau cho trên tường. Bức ảnh kia đã được đăng báo, anh nhớ không? Hiền không thấy thì chắc cũng có người khác thấy chứ. Vũ nhìn vợ lắc đầu: Tại em chưa biết hết hoàn cảnh của Hiền nên mới nói thế. Từ lúc biết nàng có thai bé Lệ thì cha đuổi nàng ra khỏi nhà, chỉ có bà mẹ thương tình và người cậu họ xa giúp đỡ qua hồi sinh nở. Bà mẹ hiện giờ cũng đã qua đời, còn gia đình người cậu cũng không còn giúp được nàng như xưa nữa. Mộng Ngọc tươi ngay nét mặt: Đó, chính vì những lý lẽ đó mà em dám chắc quyết rằng cô Hiền không phải vì quá yêu anh mà tìm đến đây để nói lại tình xưa. Vũ lặng thinh nhìn vợ, thầm đoán được phần nào ý nghĩ của nàng. Chàng nghiêm nghị hỏi: Theo ý em, Hiền tìm anh để làm gì? Mộng Ngọc thành thực xét đoán sự việc với lòng mong ước giữ vẹn hạnh phúc gia đình mà không gây thiệt thòi cho Hiền. Chứ nàng đâu có sự ép Hiền. Nàng hy vọng mọi việc đều đúng với sự suy luận của mình để hoàn cảnh ba người không đi đến chỗ bi thảm. Nhưng khi thấy Vũ có thái độ khác thường thì nàng nín lặng, không muốn nói gì thêm. Vũ hỏi lại: Sao em không trả lời anh? Mộng Ngọc nhìn thẳng vào mặt chồng: Em đã nói trước với anh, đây là những ý nghĩ riêng của em. Em suy luận hoàn cảnh của chúng ta để tìm một cách giải quyết cho êm thấm. Nhưng nếu anh có nghi ngờ em quá ích kỷ, chỉ muốn giữ gìn hạnh phúc cho mình thì thôi, em không dám bàn thêm nữa. Vũ lắc đầu: Em hiểu lầm thái độ của anh nào có ý nghĩ gì khác. Em hãy nói hết ý em đi. Mộng Ngọc: Theo ý em thì cô Hiền tìm đến với anh chỉ mong được đùm bọc che chở. Nghĩa là không phải cô ấy đến để xin nói lại mối duyên xưa, mà chỉ vì con, vì Thanh Lệ. Ngừng một phút, Mộng Ngọc tiếp: Nếu ở vào địa vị của Hiền, em cũng làm như thế. Hiền bơ vơ quá, không còn biết nương tựa vào đâu mới nghĩ đến anh. Chắc Hiền không muốn bé Lệ phải khổ sở hơn nữa. Nếu về tình yêu đối với anh thì em tin Hiền không chờ đến ngày giờ này. Vũ nhìn vợ không nói gì hết. Những lời của Mộng Ngọc không phải là không có lý. Biết chừng đâu chỉ vì con mà Hiền mới tìm đến đây. Chàng nhớ lại thái độ của Hiền trong đêm qua. Nàng đã vào phòng mà còn đóng kín cửa là với ý gì? Nếu yêu chàng như ngày xưa, với lòng tha thiết muốn gặp lại chàng, thì Hiền đâu có thái độ như thế. Chàng bỗng nghĩ đến câu nói mà Hiền vô tình thốt ra đêm qua: Em đã nói với anh là em sẽ trở về quê sống yên lành như trước, rồi em sẽ lấy chồng như bao nhiêu thiếu phụ khác. Câu nói đó thật là đột ngột. Còn thương yêu mình, tại sao Hiền lại nghĩ đến chuyện lấy chồng? Vũ nhìn Mộng Ngọc hỏi: Theo ý em, Hiền chỉ muốn cho bé Lệ hạnh phúc thôi ư? Em chỉ nói những gì em nghĩ. Em muốn được gặp Hiền, chẳng biết có nên không? Không nên đâu em. Rồi chàng hỏi: Trong hoàn cảnh này em định giải quyết sao? Mộng Ngọc nín lặng một lúc rồi mới nói: Nếu thật tình Hiền chỉ muốn cho bé Lệ được hạnh phúc thì hoàn cảnh chúng ta không khó giải quyết. Bé Lệ là con của anh mà, nó có khác gì con của em. Bổn phận của em là phải lo cho bé Lệ cũng như lo cho bé Dung. Mộng Ngọc nghĩ mình có thể thay Hiền săn sóc cho bé Lệ. Ý Ngọc muốn Hiền giao bé Lệ lại cho vợ chồng nàng. Mộng Ngọc tuy giàu tình thương, nhưng nàng ở địa vị một thiếu phụ giàu có, là vợ chính thức của Vũ, nên đâu có thể cảm thông được tâm hồn một thiếu phụ như Hiền. Chưa chắc gì Hiền chịu rời con một thời gian ngắn, đừng nói chi đến suốt đời. Riêng Vũ đang ở trong một tình thế khó xử. Cả hai người đàn bà yêu chàng và được chàng yêu đều xứng đáng. Chàng không biết nên sống với ai và làm sao cho người rời xa mình khỏi khổ. Nghe Mộng Ngọc nói rõ ý nghĩ mình, chàng thấy hy vọng. Thật ra nếu Hiền không còn tha thiết sống chung với mình và chỉ mong cho bé Lệ hạnh phúc thì còn gì dễ giải quyết hơn. Đối với Hiền, chàng sẽ đổi tình yêu ra tình bạn và sẽ giúp đỡ như một người anh đối với em. Chàng thề sẽ dựng tạo hạnh phúc tương lai cho Hiền như đối với em gái của chàng. Còn bé Lệ, con chàng, nó sẽ được sung sướng đầy đủ như bé Dung. Vũ tin tưởng Mộng Ngọc sẽ làm tròn bổn phận đối với Thanh Lệ, dù nó là con riêng của chàng.
Càng nghĩ Vũ càng thấy sự suy luận của Mộng Ngọc rất đúng. Nhiều lần chính Hiền đã nói với chàng: đời em không còn kể làm gì nữa, chỉ mong sao cho Thanh Lệ không phải bơ vơ như những trẻ không cha. Có lẽ vì vô tình nên chàng không thấu hiểu được ý nghĩa câu nói của Hiền: nàng muốn con được hạnh phúc hơn là muốn chấp nối mối tình xưa. Hai người đã xa nhau lâu quá rồi, tình yêu cơ hồ đã phai lạc. Chàng cũng thấy mình là người đáng trách. Chứ còn Hiền, nếu quả thật không còn yêu chàng nữa cũng là hợp lẽ. Mộng Ngọc bỗng hỏi: anh nghĩ thế nào? Vũ đáp: em nghĩ cũng có phần đúng. Anh cần xét rõ ý định của Hiền, xem có quả thật nàng chỉ muốn cho Thanh Lệ được hạnh phúc thôi chăng. Chắc em cũng không nỡ để con anh phải sống bơ vơ. Mộng Ngọc nhìn chồng với đôi mắt hiền từ: anh khỏi phải lo điều đó. Giả lại nếu bé Lệ về đây, Dung nó sẽ đỡ lẻ loi. Đôi khi em thấy con rất buồn vì chỉ chơi một mình. Vũ chợt nhớ đến ông Thiện. Liệu ông có đồng ý cho Mộng Ngọc nuôi bé Lệ không? Chàng ngẩng lên nhìn Mộng Ngọc, ngập ngừng: anh ngại ba không đồng ý. Mộng Ngọc lắc đầu: chắc là ba sẽ không nói gì đâu. Ba chỉ mong mỏi có một điều là em được sống hạnh phúc. Sau việc hôm qua, em chắc rằng ba sẽ không xen vào chuyện của chúng ta nữa. Hai người cùng yên lặng. Bỗng Mộng Ngọc nói: em muốn nói với anh điều này. Gì vậy em? Em muốn anh giúp cô Hiền thật nhiều trong lúc này, đừng để cô ấy phải khổ. Vũ chợt nghĩ ra một điều liền hỏi Mộng Ngọc: nếu Hiền không muốn xa bé Lệ thì em tính sao? Ngọc nhìn chồng hỏi lại: anh nói gì em chưa hiểu. Hiền rất thương con, dù muốn bé Lệ được hạnh phúc, chắc nàng cũng không nỡ rời con và giao nó cho anh. Đành rằng Hiền không còn yêu thương anh tha thiết như xưa, nhưng nàng cũng không muốn sống xa con. Mộng Ngọc lặng thinh, nàng không nghĩ đến trường hợp khó khăn đó. Cũng có thể Hiền không còn yêu thương Vũ, nhưng nàng muốn sống với con dưới sự đùm bọc của Vũ. Nếu gặp trường hợp đó nàng mới biết tính sao đây. Vũ tiếp lời: chắc Hiền không chịu giao con cho vợ chồng mình đâu. Nàng yêu thương bé Lệ hơn hết ở trên đời. Anh thật khó nghĩ quá. Mộng Ngọc bỗng nắm tay chồng: anh đừng bận tâm nữa, chúng ta mới nghĩ như thế chứ chưa rõ ý kiến của Hiền mà. Em mong được gặp cô Hiền một lần để chúng em thấu hiểu lòng nhau. Vũ có vẻ nghĩ ngợi. Thật ra chàng không muốn Mộng Ngọc gặp Hiền. Dù Ngọc rất thương yêu chồng và giàu tình thương người, nhưng đàn bà ai lại không ghen. Chưa gặp mặt Hiền, nàng còn đủ bình tĩnh để suy nghiệm lý lẽ phải trái. Và Hiền cũng thế. Cuộc gặp gỡ giữa hai người có thể sẽ đưa đến những hậu quả không hay. Vũ lắc đầu bảo Mộng Ngọc: thôi em, anh thấy không lợi ích gì đâu. Để anh gặp lại Hiền và tìm hiểu nàng cho rõ ràng hơn. Mộng Ngọc biết mình nói thêm cũng vô ích. Vũ vừa đứng lên thì có tiếng bé Dung gọi: ba. Vũ quay lại, bé Dung từ cửa phòng chạy ra, ôm chầm lấy chân cha nó. Vũ cúi xuống bồng con lên, hôn vào má. Bé Dung bỗng hỏi cha: đêm qua ba đi đâu? Con đợi ba thiệt là khuya. Vũ nhìn Mộng Ngọc như ngầm hỏi tại sao bé Dung biết được chàng không có ở nhà. Mộng Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Vũ chưa biết nói sao, bé Dung lại tiếp: hôm qua ba hứa cho con đi chơi, rồi ba cũng không cho. Con thức đợi ba về đó. Rồi nó nói nhỏ để mình Vũ nghe: con thức ở trong mùng mà không cho má biết. Vũ chợt hiểu nên bảo con: ba bận nhiều việc nên chưa dẫn con đi được, để rồi ba bù lại. Mộng Ngọc sợ con hỏi lôi thôi, bận lòng Vũ nên bảo con: thôi Dung, con đi uống sữa rồi đi học. Bé Dung sợ mẹ rời tay Vũ, nhưng đi một quãng nó quay lại bảo cha: ba nhớ nghe ba. Vũ bận nghĩ nhiều việc nên gật đầu với con mà không hiểu nó dặn dò điều chi. Chàng bảo Mộng Ngọc: anh bây giờ thật khổ. Với em và bé Dung anh không tròn bổn phận, mà với Hiền và bé Lệ anh cũng chẳng ra gì. Anh ân hận về thái độ vô trách nhiệm của mình. Thọ ấy anh còn trẻ quá, nào hiểu được những điều tai hại mà mình phải gánh chịu mai sau. Mộng Ngọc không nói gì mà chỉ nhìn Vũ với đôi mắt tha thiết. Đã hiểu hết hoàn cảnh khó xử của chồng, Mộng Ngọc không còn oán trách mà chỉ muốn giúp chồng thoát cảnh khó khăn. Vũ bỗng đứng lên nói: thôi anh đi ngăn em. Mộng Ngọc hỏi: anh đi đâu bây giờ? Anh đến gặp Hiền để tìm hiểu ý của nàng. Nếu đúng như sự suy đoán của em thì hoàn cảnh chúng ta sẽ không khó giải quyết. Tự nhiên Mộng Ngọc lo ngại bâng quơ. Nàng nhìn Vũ như muốn nói gì rồi lại thôi. Vũ thoáng ngạc nhiên trước cử chỉ của vợ. Có việc gì không em? Mộng Ngọc ấp úng nói: em muốn nhắc nhở anh điều này. Dù sao anh cũng đừng xa hẳn mẹ con em. Vũ bồi hồi xúc động. Chàng biết nói gì bây giờ khi mà mẹ con Hiền cũng đang cần đến sự đùm bọc che chở của chàng. Nhưng trước vẻ lo âu của người vợ đã từng chia sẻ với chàng những nỗi buồn, vui, lo lắng, Vũ không cầm lòng được,
chàng nắm tay Mộng Ngọc thật chặt và nói: em không lo, rồi thì đâu cũng sẽ vào đó. Vũ muốn hứa hẹn cho Mộng Ngọc an lòng, nhưng không hiểu sao chàng không nói được nên lời. Chàng vừa bước ra cửa thì nghe tiếng xe chạy vào sân. Chàng thoáng thấy ông Thiện đang ngừng xe bước xuống. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến Vũ không biết mình phải có thái độ thế nào. Trong khi đó, ông Thiện đã lên khỏi bậc thềm và đã nhìn thấy Vũ. Ông đi thẳng vào và nói to lên: kìa con, ba đi tìm con khắp nơi, con. Vũ đứng dừng lại nín lặng không biết nói gì. Ông Thiện đưa tay nắm lấy tay chàng tươi cười nói: hãy bắt tay đã, ba cần nói chuyện với con rất nhiều. Ba hy vọng thế nào con cũng trở lại. Ở đời ai không có lúc nóng giận phải không con? Vũ nhìn thẳng vào mặt ông Thiện: dạ. Rồi chàng nhìn đồng hồ tay: thưa ba, hiện giờ con có nhiều việc riêng chưa giải quyết xong, xin phép ba con đi đằng này. Ông Thiện bỡ ngỡ trước câu nói của Vũ rồi nhìn về phía con gái. Mộng Ngọc chỉ lắc đầu nhưng ngầm bảo ông đừng nên giữ Vũ ở lại. Vũ nói xong không đợi ông Thiện đáp lời, bước nhanh ra cổng. Ông Thiện nhìn theo Vũ hỏi Mộng Ngọc: Vũ đi đâu vậy con? Nó vẫn phiền giận ba sao? Mộng Ngọc ngồi xuống ghế thở dài: hiện giờ chắc ảnh còn buồn ba lắm. Nhưng nó đã trở về nhà, sao con để cho nó đi như vậy? Con đã nói gì? Mộng Ngọc ngước nhìn cha: con chỉ hy vọng tìm một lối thoát để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Cô Hiền đúng là người yêu của Vũ trước khi ảnh sang Pháp. Ông Thiện gật đầu nói: chắc đúng như vậy rồi. Bây giờ cô kia mang đứa bé đến để làm gì? Muốn bêu xấu Vũ hả? Mộng Ngọc lắc đầu: không phải vậy đâu ba. Nếu cô ấy muốn làm xấu anh Vũ để yêu sách này nọ thì con đâu có lo. Dù gì con cũng thương yêu chồng con và không thể để mất anh ấy. Đằng này cô ấy lại rất dễ mến, điềm đạm. Điều đó mới đáng ngại. Con chỉ hy vọng... Con hy vọng thế nào? Con hy vọng Hiền không còn yêu Vũ nữa, mà đến đây chỉ vì tương lai của đứa con. Con sẽ nuôi đứa bé ấy như con ruột của mình, để anh Vũ không còn buồn phiền ân hận. Ông Thiện lấy thuốc ra hút, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Một lúc ông nói: có gì khó. Để Vũ về nhà lần nữa, ba cho người nom theo nó. Thế nào cũng biết nhà của cô ấy. Chừng gặp mặt cô ta rồi, con liệu cho cô ấy một số tiền là xong chuyện. Mộng Ngọc chặn lời cha: ba. Nàng rất khổ tâm, mỗi một việc gì cha nàng cũng nghĩ đến cách giải quyết bằng tiền. Thực tế ở đời ai cũng cần tiền để sống, nhưng không hẳn tiền có thể mua chuộc được tất cả. Huống chi đây là tình cảm của con người, làm thế nào định được giá cả? Ông Thiện vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình: còn có nói bà mới nghĩ ra, chắc cô ta chỉ cần cho đứa bé có nơi nương tựa mới tìm đến đây. Nếu con không muốn giáp mặt người đàn bà đó thì cứ để bà, ba cho họ vài ngàn đồng là xong. Mộng Ngọc không thể nín thinh được nữa, nàng bảo cha: con xin ba đừng hành động gì khác, Hiền không phải là hạng người tham tiền đâu. Ông Thiện lắc đầu: làm sao con biết được tánh ý người ta khi chưa giáp mặt? Vả lại cô ta còn hy vọng gì ở Vũ nữa chứ? Khi mà vợ chồng con đã có hôn thú hẳn hoi, người không tham tiền và biết tự trọng chẳng ai tìm đến gây sự khó khăn cho gia đình người ta như vậy đâu. Mộng Ngọc không nói gì thêm nữa. Nàng biết cha chỉ vì hạnh phúc riêng của mình nên trở thành bất công. Theo lời Vũ, Hiền cũng đã không biết là chàng đã có vợ có con. Nếu đúng vậy thì Hiền đâu phải là hạng người không biết tự trọng như cha nàng nghĩ. Ông Thiện bảo Mộng Ngọc: con đừng buồn phiền nữa, thế nào chuyện này cũng được giải quyết êm xuôi, con cứ để ba. Mộng Ngọc vẫn giữ thái độ như trước: con xin ba đừng tính gì hết, cứ để yên cho chúng con tìm cách gỡ rối cho nhau. Gỡ rối gì? Con liệu mà nghe lời thằng Vũ. Mấy thằng đàn ông hễ mê gái rồi thì trăm thằng như một, hứa hẹn với vợ con lung tung. Nào là để chậm chậm anh giải quyết, anh đâu có thể làm bức người ta được. Nào là cái gì cũng từ từ chứ, anh đã lỡ với người ta rồi mà. Con ơi chết đã con, nghe nó rồi ôm hận. Mộng Ngọc nghẹn ngào trước những lời khuyên nhủ của cha. Nàng tin Vũ không phải hạng người như vậy. Vả lại chàng cũng không hứa hẹn càng bướng như cha nàng tưởng. Chàng chỉ nói thật hoàn cảnh của Hiền và cũng hy vọng sớm giải quyết được những chuyện rối lòng. Ông Thiện đứng lên tiếp lời: con quá hiền nên Vũ mới lộng đến thế. Theo như người đàn bà khác thì từ hôm qua tới nay con bé ấy không dễ gì ở yên. Còn sao? Ba rầu quá. Mộng Ngọc ngước nhìn cha gượng cười: ở đời mỗi người một tánh ba à, cũng không chắc gì làm ồn lên mà giữ được chồng. Con đã từng thấy nhiều bà quá ghen rồi tự làm xấu hổ mình và làm nhục chồng, con không thể hành động như vậy. Ngừng lại một phút, Mộng Ngọc tiếp: ba nghĩ xem,
khi chồng đang say mê một hình ảnh kiều diễm nào khác, tất nhiên trong lòng còn giữ rất ít tình cảm đối với mình. Nếu con làm dữ, hỗn hào với chồng, chỉ tổ làm mất đi chút ít tình cảm còn sót lại. Con nghĩ ý khác, dù gặp nhiều khó khăn con cũng quyết làm cho chồng yêu thương trở lại. Ông Thiện cất giọng lo âu. Bà sợ con không thành công được. Con càng nín thinh, nó càng làm tới. Không đâu ba, con không tin anh Vũ là hạng người như thế. Con xét kỹ, anh ấy không vì say mê đàn bà mà bỏ vợ con. Ông Thiện thở dài đi qua đi lại trong phòng, không biết phải giúp con như thế nào. Chính ông cũng không chắc mình suối Mộng Ngọc làm ầm lên mà giữ được Vũ, không khéo lại mang tiếng chẳng ích gì. Còn để yên cho Vũ muốn làm gì thì thật cũng đáng ngại lắm. Đột nhiên ông Thiện nghĩ đến cha Vũ, người bạn thân thiết của ông ngày xưa. Nếu cha Vũ còn sống mà gặp hoàn cảnh này, thế nào ông cũng cùng bàn bạc để tìm cách giải quyết. Mộng Ngọc thấy cha lộ vẻ ưu tư, khẽ nói: Ba đừng lo nhiều như vậy, rồi thì đâu cũng vào đó. Ông Thiện hỏi lại nàng: Thế là con không cần đến sự giúp đỡ của ba? Con đâu dám nói thế, nhưng hiện thời con xin ba để yên cho chúng con. Không sao đâu ba à. Ông Thiện gật đầu: Con muốn thế nào cũng được, miễn sau này con đừng phiền trách ba không nói trước. Theo ý ba thì Vũ không thể rời xa người đàn bà kia một cách dễ dàng đâu, nó lẫm quá rồi. Rồi ông nhìn Mộng Ngọc tiếp lời: Nhưng sao con lại sợ, không dám giáp mặt cô kia? Không phải con sợ, ý con cũng muốn thế nhưng anh Vũ không chịu. À, dĩ nhiên là nó không chịu rồi. Thì con đến một mình, đừng cho nó biết, ba sẽ liệu cách cho con giáp mặt cô ấy. Mộng Ngọc phân vân suy nghĩ, nàng tin tưởng nếu mình gặp được Hiền, câu chuyện ngang trái giữa ba người sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Nhưng ý Vũ không muốn, nàng biết tính sao. Nghe lời cha thì sẽ phật ý Vũ, rồi khi gặp mặt Hiền, nếu câu chuyện được giải quyết êm xuôi không nói làm gì, bằng ngược lại Vũ sẽ đổ hết trách nhiệm cho nàng. Ông Thiện khẽ hỏi: Con tính sao, con muốn gặp cô ấy không? Mộng Ngọc nhìn cha với đôi mắt âu lo: Con sợ phật ý ảnh lắm ba à, lúc nãy con có nói mấy lần ảnh đều không chịu. Như vậy nó bỏ con và bé Dung để theo người đàn bà kia, con cũng đành lòng sao? Mộng Ngọc thở dài: Con chưa biết tính lẽ nào, nhưng chắc chắn con không bắt buộc anh ấy ở với con khi lòng đã hết yêu. Ông Thiện không biết nói gì. Khi con ông đã quyết tâm như vậy, tình cha thương con thật vô bờ bến. Nhìn con chịu khổ sầu, ông làm sao yên tâm được? Trên đời này chỉ còn Mộng Ngọc là nguồn yêu thương duy nhất của ông. Nếu cần đánh đổi hết sản nghiệp để chuộc lấy hạnh phúc cho nàng, ông cũng không từ. Nhưng khổ nổi, hạnh phúc là một thứ vô giá không thể đánh đổi được bằng tiền. Ông Thiện thở dài chấp nhận sự bất lực của mình. Một điều làm cho Vũ an tâm, khi về đến cổng biệt thự, chàng còn thấy thấp thoáng bóng Hiền bên trong cánh cửa gỗ sơn màu xanh tối. Chàng chưa vội gọi cổng mà đứng lặng nhìn nàng. Hiền cúi thấp, hình như đang xếp quần áo trên đi văn thì phải. Vũ lại thấy âu lo, hay là Hiền đang sửa soạn ra đi. Chàng nhớ đến điều suy luận của Mộng Ngọc: Em chắc cô Hiền đến tìm anh cũng vì tương lai của bé Lệ. Vũ nghĩ lời vợ cũng có lý, nên định tìm hiểu rõ ràng ý tưởng của Hiền. Nếu thật nàng tìm lên Sài Gòn chỉ vì thế, thì hoàn cảnh của ba người sẽ được giải quyết dễ dàng. Chàng về định bấm chuông thì chú Khắc Giang đã chạy ra. Dạ thưa ông, để con mở. Vũ bảo chú: Này, tôi không muốn chú xưng con như vậy đâu. Chú hai gãi tai đáp: Dạ con cứ quen miệng. Từ đây tôi không muốn nghe như thế nữa. Bộ chú muốn trù ẻo tôi sao? Chú đáng tuổi cha tôi mà lại xưng con. Chú hai sợ hãi nói: Dạ dạ tôi xin nhớ. Dạ mà ông cũng đừng phiền, tại mỗi ông chủ mỗi tánh, thật tôi không biết làm sao. Đối với ông chủ trước tôi kêu bằng ông, và còn gọi ông già bà già ông chủ bằng cô nữa đó. Mấy lần tôi quên suýt bị đuổi. Vũ lắc đầu, chàng đã từng thấy nhiều gia đình bắt buộc kẻ ăn người ở trong nhà kêu tưng lên như vậy. Chàng không hiểu sao họ có thể chịu được mà không ngượng. Vũ bỗng nói với chú hai: Đối với gia đình tôi chú phải lo điều đó, miễn công việc giao cho chú làm cẩn thận là đủ. Chú hai mở khóa cổng, Vũ bước vào rồi hỏi chú: Từ sáng đến giờ bà chủ có ra đây không? Chú hai đáp: Dạ không. Vũ yên lòng vừa đi vào trong thì nghe có tiếng gọi phía sau lưng: Bác sĩ, bác sĩ. Vũ quay đầu lại thấy cô Liễu đang dựng xe đạp trước cổng, chàng vội trở ra: Chuyện gì đó cô Liễu? Liễu nói: Không có gì quan trọng thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi bác sĩ một vài việc. Vũ thấy chú Cát Giang đứng nhìn hai người với vẻ ngơ ngác thì bảo Liễu: Cô vào trong nhà nói chuyện tiện hơn, Hiền đang ở trong phòng. Liễu vâng dạ rồi đẩy xe vào trong sân.
Vũ đi bên nàng không nói gì cả. Khi hai người vào trong phòng khách rồi, Vũ mời Liễu ngồi và hỏi: Có chuyện gì vậy cô? Dạ tôi muốn hỏi thăm bác sĩ xem bao giờ phòng mạch mở cửa lại. Vũ lặng thinh suy nghĩ rồi đáp: Chắc cũng phải ít lâu nữa cô Liễu. Tôi vừa mới về nhà gặp Mộng Ngọc rồi sang đây. Liễu ngạc nhiên vì tưởng Vũ không về nhà nữa, nên định qua báo tin Mộng Ngọc cho chàng. Đáng lý ra nàng không nên hỏi thêm về chuyện riêng của Vũ, nhưng trước cảnh này nàng không khỏi tò mò. Liễu hỏi: Thưa bác sĩ, bây giờ bác sĩ Liễu sao? Vũ ngập ngừng: Tôi vẫn ở trong tình trạng nan giải cô Liễu à. Suốt buổi chiều hôm qua tôi ở với bà Lăng nhà. Bà buồn khổ quá tôi chịu không được. Cô là người ngoài mà còn nói thế. Còn tôi, cô biết tôi khổ đến bực nào. Đối với hai người đàn bà đều đáng thương cả, tôi biết Liễu sao đây? Liễu khẽ hỏi: Bác sĩ về nhà lúc sáng này để làm gì? Vũ nói qua ý mình rồi tiếp: Mộng Ngọc cũng không đến nỗi khắt khe với Hiền, nhưng nàng có ý này. Liễu ngước nhìn Vũ như chờ đợi câu nói của chàng. Vũ tiếp: Mộng Ngọc nghĩ Hiền không còn yêu thương tôi như xưa. Hiện tại nàng chỉ lo tương lai của bé Lệ nên mới đến tìm tôi. Tôi nghĩ cũng có phần đúng, và tôi muốn tìm hiểu rõ ràng ý định của Hiền. Liễu lắc đầu nói: Thưa bác sĩ, theo ý tôi thì cô Hiền không phải tìm đến bác sĩ với ý định đó đâu. Liễu thấy khó nói hết được lời. Vũ đáp: Tôi hoang mang quá cô Liễu. Nhưng để xem, tôi cần hiểu rõ ý của Hiền rồi mới quyết định việc nhà. Cả Liễu và Vũ không ngờ là Hiền đã nghe rõ tất cả. Lúc nãy thấy Liễu vào trong sân, nàng mở cửa phòng định ra mừng bạn, nào ngờ được nghe câu chuyện kia. Hiền đứng dựa lưng vào cánh cửa, bàng hoàng trước những lời Vũ mới thốt ra. Nàng không còn muốn ra khỏi phòng để gặp Liễu nữa. À, thì ra Mộng Ngọc đã cho rằng nàng không còn yêu Vũ, và sự có mặt ở đây chỉ vì tương lai bé Lệ. Tại sao Mộng Ngọc có thể quyết đoán như thế khi chưa gặp nàng lần nào? Thật quá đáng. Nhưng xét cho kỹ, ở vào địa vị của Mộng Ngọc, bà ta có quyền nghĩ như thế. Nàng phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ sao. Riêng Vũ, tại sao chàng lại cho lời Mộng Ngọc là đúng? Hiền cảm thấy uất nghẹn trong cổ họng. Nàng không ngờ Vũ không thấu được tình yêu của mình đối với chàng. Không yêu sao lại chờ đợi trong nỗi đắng cay đến ngày giờ này. Hiền không còn gắng gượng được nữa, nàng ngồi gục xuống chiếc ghế trong phòng, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt tự nhiên trào ra. Chợt có tiếng xe đạp chạy trong sân. Hiền ngước mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy Liễu đã ra đến cổng ngoài. Hiền lau khô nước mắt vì biết Vũ sắp sửa gọi mình. Hiền thấy đến lúc phải hết sức bình tĩnh và không cho Vũ biết mình đã nghe lớn được câu chuyện. Có tiếng Vũ gọi nàng ở bên ngoài: Hiền ơi, em mở cửa cho anh với. Hiền sửa lại mái tóc, đưa mắt về phía giường thấy bé Lệ ngủ say thì lên tiếng: Dạ, anh đợi em một chút. Hiền thở mạnh hơn, hai tay nắm chặt lại để trấn áp sự sôi nổi trong lòng. Thật ra nàng cũng chưa biết phải đối phó như thế nào trước hoàn cảnh này. Nàng muốn chờ xem Vũ xử trí ra sao. Hiền mở chút cửa rồi lặng lẽ quay vào. Vũ theo sau, nàng khẽ hỏi: Bé Lệ thế nào em? Dạ con bớt nhiều. Nhờ có bé Lệ mà hai người tránh được sự bỡ ngỡ sau câu chuyện đêm qua. Vũ không muốn nhắc đến chuyện đó hay tìm hiểu tại sao Hiền có thái độ ấy. Hiền đến bên giường con ngồi xuống. Vũ cũng đến gần, nắm lấy tay con khẽ nói: Nó mát rồi nè. Chàng tươi cười nhìn người yêu, và Hiền cũng gượng cười với chàng. Hai người im lặng. Cả hai đều biết họ sắp nói những điều quan trọng, nhưng không ai mở lời trước được. Hiền thì muốn biết rõ Mộng Ngọc đã nói gì mà Vũ tin tưởng. Còn Vũ đến giờ phút này, chàng mới thấy việc tìm hiểu Hiền còn yêu mình hay không chẳng phải chuyện dễ. Chàng cũng chưa biết phải mở lời ra làm sao. Hai người lại nói những chuyện không đâu. Lâu lắm Hiền mới hỏi: Anh có về đằng nhà không? Vũ gật đầu: Có em. Anh có gặp chị Mộng Ngọc? Vũ lại gật đầu. Hiền hỏi tiếp: Chị ấy định thế nào? Vũ đứng lên thở ra: Mộng Ngọc cũng không biết Liễu sao. Hiền thấy Vũ không chịu nói thẳng với mình những gì Mộng Ngọc đã nói thì càng phiền lòng hơn. Một lúc nàng tiếp: Anh đừng giấu em. Em đã nhận chịu số phận của em rồi mà. Em tưởng anh nên trở về với chị Ngọc là hơn. Em sẽ không làm bận lòng anh nữa. Vũ nhìn Hiền như dò xét rồi cất tiếng: Em đừng nói thế. Anh đâu có thể để em và con phải bơ vơ như trước. Em đã chịu khổ nhiều rồi. Hiền đáp: Chính vì em đã khổ nên không muốn một người khác phải khổ như em. Vũ im lặng chăm chú nghe Hiền. Chàng dục ngồi xuống bên nàng, nắm lấy đôi vai rồi hỏi: Hiền, anh hỏi thật em điều này. Hiền nhìn chàng khẽ gật đầu: Xin anh cứ hỏi.
Vũ ngập ngừng. Em có còn yêu anh không? Hiền cúi mặt để tránh không cho Vũ thấy sự bối rối của mình. Nàng nghĩ đã đến lúc Vũ đi thẳng vào câu chuyện, nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Vũ lại hỏi: Hiền, nói cho anh biết, em còn yêu anh như ngày xưa không? Hay chỉ vì con, vì bé Lệ mà em đến đây? Anh muốn em thành thật, để chúng ta sớm giải quyết những chuyện trái lòng. Hiền nắm chặt lấy hai bàn tay để dằn cơn xúc động. Nàng muốn gào to lên cho Vũ biết là mình vẫn yêu Vũ tha thiết như buổi ban đầu. Nhưng thôi, có nói cũng chẳng ích gì, mà còn gây thêm điều rắc rối. Vũ thấy Hiền lặng thinh thì lại tưởng suy luận của Mộng Ngọc là đúng. Chàng tiếp: Hiền, đừng giấu anh, cứ nói thật lòng mình. Em đừng lo cho tương lai của con. Dù sao đi nữa anh cũng không để cho em và con phải khổ đâu. Anh quyết chuộc lại lỗi lầm ngày trước. Hiền không ngờ Vũ có thể nói được những lời đó. Chàng không hiểu tình yêu của mình đối với chàng, mà lại nghĩ là mình đến đây chỉ vì muốn được dựa nương. Vũ tiếp: Anh cũng biết mình có lỗi với em. Dù có làm gì đi nữa cũng không chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Nhưng anh thề sẽ giúp em làm lại cuộc đời. Chính anh phải chăm lo hạnh phúc cho em. Hiền ngước lên nhìn thẳng vào mặt Vũ. Đôi môi nàng run run, nước mắt tuôn trào. Vũ chợt thấy Hiền muốn khóc thì hỏi: Kìa em, sao em lại khóc? Hiền cố nuốt cơn uất nghẹn trong lòng, gượng nói: Em đâu có khóc. Em mừng quá mà ra nước mắt đó thôi. Anh còn biết nghĩ đến em và con anh như thế này cũng nhiều lắm rồi. Từ đây miễn bé Lệ khỏi khổ là em mãn nguyện. Vũ nào hiểu được những điều nghĩ ngợi trong lòng Hiền. Chàng nghe Hiền nói thế thì mừng rỡ cất tiếng: Em yên lòng, đừng lo cho tương lai của bé Lệ. Anh sẽ lo lắng chăm sóc con như bé Dung. Mộng Ngọc cũng hiền dịu lắm. Hiền ngơ ngác chưa hiểu Vũ nói thế với ý gì thì chàng lại tiếp: Mộng Ngọc đã nói Hiền không vì còn yêu anh mà tới đây đâu. Anh nghĩ có phần đúng. Ngày trước anh đã đối xử với em thật chẳng ra gì, làm sao em còn đợi anh đến giờ này. Hiền nhủ thầm: À, thì ra Mộng Ngọc đã nghĩ thế. Và điều quan trọng là Vũ tin lời nàng. Nhưng mà thôi, mình có phiền trách Mộng Ngọc hay Vũ làm gì nữa. Khi trong lòng đã có ý định hy sinh hạnh phúc cho gia đình người yêu cũ được vẹn toàn. Vũ lại nói: Mộng Ngọc có ý định gặp em để tâm tình cho cảm thông nhau hơn, nhưng anh muốn biết ý định của em trước đã. Hiền khẽ nói: Vì thế mà anh quay trở lại đây để gặp em. Rồi không cho Vũ kịp chú ý đến câu nói có vẻ mỉa mai của mình, Hiền tiếp: Bây giờ anh và chị Mộng Ngọc định thế nào hả anh? Vũ nhìn Hiền như cố tìm hiểu ý nàng rồi nói: Mộng Ngọc muốn cho bé Dung và bé Lệ được sống gần nhau, cho có chị có em, và anh mới có đủ thời giờ chăm lo cho con. Hiền nhìn Vũ, thì ra Mộng Ngọc muốn nàng phải sống xa con mãi mãi. Kể ra Mộng Ngọc khôn khéo hơn nàng nhiều. Vì bé Lệ có về sống với cha thì Vũ không còn ân hận gì nữa. Vũ thấy Hiền lặng thinh, tiếp lời: Em đừng lo cho bé Lệ, đã có anh lo cho con, nó sẽ không bị thiệt thòi gì cả. Vả lại Mộng Ngọc rất hiền dịu, nàng sẽ thay em nuôi dưỡng con nên người. Hiền ngước mắt nhìn Vũ: Thế còn em? Em phải làm gì và đi về đâu? Vũ tiếp ngay: Em cứ ở đây chứ còn phải đi đâu nữa. Anh nói là sẽ lo cho em mà. Hiền lặp lại lời Vũ: Anh sẽ lo cho em. Mà lo như thế nào đây? Mộng Ngọc có thật tình nghĩ rằng nàng không còn yêu Vũ chăng? Hay là chỉ nghĩ thế để nàng xa Vũ mãi mãi? Rồi nếu nàng ở lại nhà này, Mộng Ngọc có tránh được những cơn ghen tức hay chăng? Nàng bảo Vũ: Không được đâu anh. Chị Mộng Ngọc nào muốn em ở đây. Dù có hiền dịu đến mấy, chị cũng vẫn là đàn bà. Biết chị ấy có chịu tin em là không còn yêu anh nữa chăng? Vũ nói ngay: Thì chính Mộng Ngọc đã nói rõ ý đó với anh. Nàng chỉ suy luận thôi, nhưng không ngờ là sự thật. Hiền thấy Vũ rất nông cạn trong việc tìm hiểu tâm tính đàn bà. Chàng không hiểu nổi lòng mình và cũng không thể thấu rõ ý nghĩ của Mộng Ngọc. Hiền thở dài. Vũ hỏi: Em nghĩ sao? Hình như em không được vừa ý. Hiền đáp: Dạ đâu có. Em đang nghĩ đến những ngày sắp tới. Sống như thế biết có yên không? Sao lại không yên hả em? Hiền cười nói: Anh và chị Mộng Ngọc tính mà quên một điều. Điều gì hả em? Bé Lệ. Bé Lệ làm sao? Hiền đáp nhỏ: Bé Lệ đã lớn rồi, biết nó chịu về ở với anh chị hay không, nhất là khi em còn ở trong nhà này. Nếu biết em ở đây chắc nó không chịu sống với anh chị đâu. Vũ nghe lời Hiền nói cũng có lý. Nếu bé Lệ không chịu về với chàng và Mộng Ngọc thì cũng khó lắm. Mặc dù Hiền đã bằng lòng. Thấy Vũ lặng thinh, Hiền tiếp: Chính đó mới là điều hệ trọng mà anh chị phải nghĩ tới.
Hiền đã cố gắng nhiều lắm mới nói được những lời đó, vì nàng không muốn Vũ nhìn thấy nỗi khổ trong lòng nàng. Từ nãy giờ nàng cố ý làm cho Vũ hiểu lầm là mình rất vừa ý về cách giải quyết của Mộng Ngọc, nên không tỏ một cử chỉ phản đối nào. Sở dĩ nàng ép lòng như thế vì đã nhìn thấy rõ một điều: Vũ không còn yêu nàng nữa. Chàng phải lo cho nàng là vì con, vì bé Lệ. Hiền khổ tâm nhiều lắm nhưng không để lộ ra ngoài. Điều quan trọng nhất trong đời nàng là tình yêu của Vũ, mà nay cũng không còn thì nàng thiết gì nữa chứ. Nàng quay sang bé Lệ, sửa lại chiếc gối cho con. Cử động của nàng vẫn điều hòa, bình thản, nhưng trong lòng nàng là cả một bãi chiến trường, nhiều ý nghĩ xung đột nhau. Có lúc nàng muốn quay phắt lại trách Vũ với những lời thậm tệ, nhưng để làm gì mới được chứ? Rồi sẽ đi đến kết quả nào? Người ta tệ bạc quá, đã không biết trọng tình yêu của nàng mà còn đang tâm chia rẽ tình mẫu tử của nàng. Họ chỉ tính những gì có lợi cho họ thôi, còn nàng thì sao cũng được. Họ đã muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình cho toàn vẹn mà quên đi nỗi khổ tâm của kẻ khác. Nhưng thôi, số phận của nàng đã như vậy rồi, có tham gian quán trách cũng vô ích. Nàng đã ép lòng nhận chịu sự khổ đau thì phải can đảm đi đến cùng. Vũ bỗng hỏi nàng: bây giờ biết tính sao hả em? Hết tập 5. Còn tiếp.